mình là Hana Giang Anh. Và hiện giờ mình đang là huấn luyện viên của trung tâm California Fitness and Yoga. Hôm nay Giang Anh sẽ hướng dẫn cho mọi người một công thức làm smoothie. Đây chính là sinh tố chuối cà phê. Chuối thì các bạn cũng biết là có rất là nhiều protein. Vì thế cái công thức này sẽ bổ sung vitamin và khoáng chất cho mình rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau đây để làm được công thức sinh tố chuối cà phê. Đầu tiên thì mọi người hãy chuẩn bị một quả chuối, chuối tiêu nhé. Và sau đó là một ít cà phê pha, cà phê đen đặc. Chúng ta hãy chuẩn bị thêm sữa chua không đường nữa. Đó là tất cả những gì mình cần rồi. Chúng ta sẽ sử dụng máy xay sinh tố để làm cốc sinh tố chuối cà phê này. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cốc sinh tố cà phê chuối này rồi. Đây là một loại sinh tố cực kỳ có nhiều protein, có thể cung cấp cho chúng ta rất nhiều năng lượng để các bạn có thể tập luyện hàng ngày đấy. Mọi người hãy enjoy nhé. Và đừng quên like và share tất cả những video này để Hana tiếp tục đưa đến cho mọi người những công thức mới hơn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Bye bye! Hana sẽ liên tục chia sẻ những bí quyết về chế độ dinh dưỡng cũng như là các bài tập để có được một vóc dáng đẹp nhất. Vì thế các bạn đừng quên bấm nút subscribe màu đỏ ở dưới đây để liên tục theo dõi và cập nhật những chia sẻ mới nhất của Hana nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn tập luyện hiệu quả.